khu du lịch Điện Gió Bạc Liêu rồi. Quá trời mấy cái điện gió luôn. Loco đang mua vé để vào tham quan Điện Gió Bạc Liêu. Đó, mấy cái tua bin điện gió rất là to. Ở đây có 62 tua bin điện, mỗi tua bin điện cao 80m, đường kính 8m và nặng 200 tấn. Các bạn có biết tiếng Anh điện gió là gì không? Các bạn hãy để lại bình luận bên dưới nha. Đông cho đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt cho chẳng phú quý. Happy Luna Year. Điện gió Bạc Liêu. Ở đây không được sử dụng flycam nha. Hai bên có hàng trong trắng dễ thương không? Trời lại lâm râm mưa rồi. Đây là cây điện gió rất là to. Đây là điểm check-in, điểm du lịch Điện Gió Bạc Liêu. To như to. Ở ngoài đây gió rất lớn. Mình đang ở Điện Gió Bạc Liêu. Bây giờ mình sẽ review các điện gió cho các bạn biết nha. Hiểu mình không? Mình đang đứng ở đó. Đây là cái điện, đây là cái Bạc Liêu nè. To quá trời luôn. Đi thôi. Gió mạnh tới lá cờ rách luôn rồi nào. Giờ sẽ cho mọi người thấy, lợi gần thì mới thấy được mức đồ sổ của cái tu viên quạt gió. Phạm vi tham quan chỉ là tham quan quanh trụ tu viên số 24 thôi, còn phía bên ngoài thì đã ngăn mảng cấm. Đây trụ số 24. Nghĩa là những cái tua bin điện vậy thôi, nhưng mình nếu mà ai có sống ảo á, bảo đảm ra đây sẽ được một kho ảnh đẹp. Nhưng mà nếu có thể thì mọi người đi đầu giờ sáng nha, hoặc là cuối giờ chiều, chứ đi như gia đình Roco giờ này là 11 giờ mấy, nắng ơi là nắng, nắng quá các bạn ơi. Bây giờ mình dẫn má mình sẽ mời má mình đi ăn ice cream đi ba. Mời cho mọi người. Rô cô ơi, ở đây cây này bán nhiêu rô cô? 30 ngàn. Vậy là hai cây hết nhiêu rồi? 60. Vậy tiền kem hết bao nhiêu? 85 ngàn. Ồ, hết 85 ngàn tiếc không? Cảm ơn rô cô nha. Có điều gì mời ba má ăn kem. Trước khi qua Cần Thơ thì gia đình Roco sẽ ghé chùa Sim Tráng ở tỉnh Bạc Liêu. Chùa rất là đẹp luôn á mọi người. Nói Roco sẽ quay sơ về chùa cho mọi người xem nha.
Kiến trúc ở đây cực kỳ đẹp. Bà má của cô có một cái sở thích đó là thích đi tới các vùng miền rồi tham quan các di tích rồi tham quan các kiến trúc nhà thờ chùa đẹp lắm. Đây là quảng trường Bạc Liêu với hình biểu trưng của cây đèn kìm và đối diện chính là mình và đối diện là nhà hát Cao Văn Lầu với nét đặc trưng là ba tòa nhà với ba cái nón lá ở phía trên. Đây ba cái nón nè mọi người, và nhà Roco cũng có ba cái nón lá, một nón, hai nón, và má Roco ba nón.